Xe của Hoàng Nam đang bị hết ắc quy và vừa rồi phải rất là vất vả để gọi một cái xe đến cứu hộ. Cảm ơn mọi người nhá. Rồi thế tí có đi qua chỗ đấy không? Có. Đi qua thì anh qua xin chén nước chè nhá. Hoàng Nam phải không? Vâng, em đây. Có một cái hang toàn xương người. Úi dồi, hang toàn xương người á? Ở đâu anh? Ở dưới kìa. Đấy thì tự nhiên gặp anh ở đây thì em nghĩ là có cái điều gì đấy muốn em biết cái câu chuyện mà anh vừa kể đấy. Là cái hang xương người gì đấy. Kỳ lạ nhá, là bởi vì cái hòn đá này nó có một cái hố nước tắt cạn mà nó lại đầy tiếp. Không hiểu sao là ngày hôm nay là mình cực kỳ đau đầu luôn. Thì tôi nghĩ là mình sẽ quay lên để mình thắp hương một chút. Hiện nay anh em là ba người đang chia ba ngả. Anh gái đúng rồi. Các bạn thân mến, xe của Hoàng Nam đang bị hết ắc quy và vừa rồi phải rất là vất vả để gọi một cái xe đến cứu hộ. Đây rồi, xe cứu hộ rồi. Chào anh nhá. Hoàng Nam, hôm nay mới đấy. À, may quá anh xem kênh của em à. Có, chuyên môn thì khám phá các chú rồi. Vâng. Đấy, thế là may không mình gọi được bác kích ắc quy ở đây rồi. Bây giờ sẽ là kích hai xe lại với nhau đúng không? Hai xe. Mặc dù là sẽ phải hơi chắn giao thông à. Mình cứ để xe này được không? Hay thì nhanh thôi nhỉ? Nhanh thôi. Chắc nhanh thôi. Kích ở đây là sẽ phải sử dụng hai cái ắc quy. Đấy. Một cái thì đang chạy và một cái thì sẽ kích vào cái của mình, nó như kiểu là hồi sức cấp cứu ấy. Đây, bên này thì đang ấy ra. Và sở dĩ mà mình rất là khó khăn trong cái việc mà gọi xe đến để cứu hộ là bởi vì là đang ở biên giới với Trung Quốc. Đây, bên kia là biên giới kìa các bạn nhỉ. Bức tường bờ rào biên giới kìa. Và cái bên bờ bên kia sông Quây Sơn chính là đất Trung Quốc. Cái con sông này chính là một cái ranh giới tự nhiên giữa hai quốc gia. Đó. Và ở cái khu vực này thì rất khó để mà gọi một ai đấy giúp đỡ. Do đó chúng tôi phải liên hệ tất cả những cái số có thể, những cái người bạn sống ở gần đây và người nọ cho người kia, và cuối cùng đã tìm ra được ở một ông thợ ở cái thị trấn gần nhất. Ô, bây giờ lại có một cái xe nó đi qua. Bây giờ có sao không? Nhanh thôi đúng không? Thì mình sẽ xã giao một chút và để cho cái xe này chờ. Sợ nó có đi được không? Nó không đi được đúng không? Tôi chắc là họ sẽ hiểu, tự hiểu một vấn đề thôi. Đó. Lên một đề đi, lên đề đi. Ở trong đây có hang rơi đẹp hơn. Thế à? 6 cây nữa. 6 cây là đi về hướng chỗ em à? Bây giờ đi chạy thẳng bên kia chứ. Rồi. Thế bây giờ là xong rồi, phải về đâu là phải sạc lại đúng không? Đây là đi gắn à. Nó sẽ hồi đúng không? Nhưng mà em kiểm tra cái bình cho anh, bởi vì trước đây nó cũng có một bạn ấy ngồi trên xe và bạn ấy sử dụng điện ấy. Điện ắc quy là nửa ngày là nó hết luôn. Từ đó đến bây giờ là nó, đây là lần thứ hai bị, thì anh nghĩ là nó bị ảnh hưởng bởi cái lần trước. Cái bình này bắt rồi. Cảm ơn mọi người nhá. Rồi thế tí có đi qua chỗ đấy không? Có. Đi qua thì anh qua xin chén nước chè nhá. Rồi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu khởi hành. Ui, nhiều xe bắt đầu đến rồi. Mình cũng cảm thấy hơi bị kiểu làm phiền mọi người ấy. Thế bây giờ phải lên thôi. Đấy. Mà lên xe trong khi xe đang chạy. Ơi. Ơi, chào anh nhá. Gặp trong một hoàn cảnh bất ngờ đúng không? Xe vừa hết ắc quy. Được rồi, ok rồi. Nếu không là em sẽ sạc giúp đúng không? Vâng. Em mà đến sớm 5 phút nữa là giúp được anh rồi. À thế à? Rồi, tiếc quá nhỉ. Chào em. Đấy, và bây giờ thì đoàn xe của chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng Nam đi khám phá những cái điều kỳ thú kỳ lạ ở đất Cao Bằng nhá. Đất Cao Bằng mình là một cái nơi mình rất có tình cảm, và ngày hôm nay để trong cái hoàn cảnh bị chết xe này nữa. Thôi đi thôi. Bộ
với mình ấy, thì không có chuyện là nói xã giao. Khi mà đã nhận lời với người ta là đến nhà người ta uống nước thì mình thấy đây là một cái duyên ấy. Cái duyên đưa cho mình, tức là xe tự nhiên lại bị hết ắc quy, và cái duyên đã cho mình gặp những cái người thợ sửa chữa xe ở Bằng Ca đó. Thì do đó thì mình đến gặp họ thì nó là cái chuyện là đáp lễ đấy. Nếu mà không có họ ở đây thì không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra vì chúng tôi, và đến bao giờ chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Thì do đó mình phải đến đáp lễ, đó là gặp gỡ rồi uống ly trà. Thực ra uống trà đến gặp này thì cũng một công đôi việc, vừa là đáp lễ vừa là mình cũng khát nước đấy. Và anh em gặp nhau thì nói chung là một chuyến hành trình dài mà cứ gặp người ấy, là mình cảm thấy vui rồi. Thì bây giờ anh em chúng tôi đang men theo một cái con đường rất là nhỏ nhắn xinh xắn để tới chỗ của bạn sửa xe kia. Vào cái mùa này lên Cao Bằng ấy rất là đẹp các bạn. Thời tiết nó mát mẻ, rồi hai bên đường có những cây sau sau, lá nó đỏ rực ấy, giống như cây phong ở bên châu Âu. Cái thời điểm này tôi đang đi là đang là tháng 12. Thì các bạn cứ căn căn ấy, đầu tháng 12 đến chắc là kéo dài tháng 1 kia, những cái cây sau sau nó đang màu vàng, nó sẽ chuyển đúng theo cái gam màu như lá phong luôn, từ màu vàng sau đấy là chuyển sang dần sang màu đỏ. Chúng tôi đã tới cái xưởng của anh em rồi. À, hóa ra đây không phải là cái nơi mà sửa chữa xe máy, mà đây là một cái nơi sửa chữa cả ô tô. Đây có rất nhiều ô tô này, xe ben này, đủ loại xe luôn. Đó. Bây giờ thì xuống giao lưu cái nào. Khung cảnh ở đây thích thật, bởi vì như kiểu là một cái thung lũng ấy, xung quanh là núi. Đấy. Anh em có con xe này là để chuyên để đi ấy đó, cứu hộ à? Đây là xe, là xe cứu hộ đấy á. À? xe đi cứu hộ có khi phải cứu hộ lại ấy. À trông thế đấy à? À trông vậy mà không phải vậy à? Ở đây có một cái nơi mà để mọi người có thể làm nhíp hay là làm những cái bộ phận ở gầm xe ấy. Đấy thì thay vì phải kích ô tô lên thì ở đây là lại làm ngược lại, là sẽ làm âm luôn, để mọi người chui xuống đây có thể ngó lên để làm đấy. Và mình thấy cái con chó này nó giỏi thật. Mình dẫn chương trình giọng oang 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 mà nó vẫn thản nhiên, nó nằm nó ngủ này. Đấy. Thấy người lạ cũng không dậy để mà... Thế à? Chắc là nó nghe mọi người xem YouTube nhiều ấy, nó nghe giọng mình quen, thế là ngủ ấy, ngủ sưng mặt lên con... Vẫn không thèm dậy. Dậy đi em ơi. Ngồi đây. Anh tham quan nhà mình một tí nhá. Tham quan đi. À, ở đằng sau có một cái vườn cải xinh xinh. Bây giờ lá cải thì không thấy đâu, toàn thấy hoa thôi. Bây giờ là khi mình đến thì mọi người mới bắt đầu là đun nước để pha trà. Đó. Nói chung là mọi người cũng vui, bởi vì tự nhiên cái ông Hoàng Nam thường ở xem trên YouTube, trên điện thoại, trên TV thì bỗng dưng lại một ngày xuất hiện ở ngay một cái nơi hẻo lánh mà mọi người không bao giờ nghĩ tới. Không ai có thể nghĩ là sẽ gặp mình ở đâu cả. Tất cả những cái đó là cái duyên đưa đến thì mới có thể gặp được. Thế mình thấy có một cái dụng cụ quen thuộc nhá. À, chào con nhá. Con có xem chương trình của chú không? Có luôn à? Con bao nhiêu tuổi rồi? Con 7 tuổi. 7 tuổi à? Ồ, đẹp trai nhỉ? Con cân đi 23 tuổi. À, đấy. Những em bé mà thường xem chương trình của chú ấy, thường là rất đẹp trai và dũng cảm. Thì con có dũng cảm không? Dũng cảm. Chưa dũng cảm à?
Đây mình xem cái dụng cụ quen thuộc của mình em. Xem có đúng là cái dụng cụ hay không. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế ở đây là có ai làm răng đúng không? Có ai niềng răng đúng không? Cái đấy á? Ừ. Nhưng mà của ai? Đâu cái đấy á? Này, ừ. Chưa thấy bây giờ. Của em à? Hay của khách nào để quên? Thế à, cái này để làm răng đúng không? Đúng không? Liên quan đến răng miệng đúng không? À. Chú quay phim á. Đây, chú này mà chú quay phim. Đấy. À, cháu biết cái này rồi. Cái này để nó to ấy. Đúng rồi. Thế bây giờ con nói cái điều gì với mọi người đang xem chương trình đi. Con nói gì đi. Không biết. Không biết á. Thì bảo là cháu xin chào mọi người. Cháu tên là gì? Cháu bao nhiêu tuổi? Cháu xin chào mọi người. Cháu tên là Quang. Cháu tên, họ tên. Họ tên đầy đủ. Cháu tên là Bùi Ngọc Quang. Năm nay cháu 7 tuổi. Cháu 7 tuổi. Cháu học lớp mấy? Cháu học lớp 2. Cháu có anh chị em gì không? Cháu có rồi. Có ai? Có anh có trai. Có anh trai, có chị gái. Cháu là út à? Vâng. À, thế cháu có hai anh, có một chị. Có một anh, một chị. À. Với cả có hai chị ở dưới chỗ Thái Bình. Thôi, thôi chị họ hàng thì mình không liệt kê nhá. Mình liệt kê anh chị em ruột mình thôi. Thế anh chị em ruột là có hai đúng không? Hay là thay cái chị ở quê chị cũng có, là chị ruột? Chỉ có anh cháu ấy. Ừ. Với cả em Trâm. Em lại ra không. Em Trâm nữa là sao? Em có nhà chú không liệt kê vào, chỉ là cùng bố cùng mẹ với mình. Ngồi đây em ơi. Thì là có một anh thôi đúng không? À, thế anh đâu rồi? Anh cháu đi chơi. Đi chơi rồi à? Thế bình thường một ngày ở nhà thì cháu làm những công việc gì? Cháu có phải đi bắt vịt gì không? Không. Cháu phải làm việc gì không, hay cháu việc của cháu chỉ là học thôi? Vâng. Việc của cháu là học thôi đúng không? Rảnh thì cháu xem điện thoại. Thế rồi à? Thì cháu không phải chăn vịt, chăn ngan rồi bổ củi gì không phải làm đâu đúng không? Thế thì học có giỏi không? Học hơi giỏi một tí. Hơi giỏi một tí á? Thì được học năm lớp 1 thì cháu được học sinh gì? À, không biết là dịch này có phải được đi học không nhỉ? Bây giờ vẫn ở trên đây không có. Được gì chứ? À. Được vừa rồi, Hà Lan có mấy ca đấy. Ok, thế bây giờ mà dẫn chú mà đi chơi ở xung quanh nhà ấy thì cháu sẽ dẫn chú đi đâu? Cháu dẫn chú đi ra vườn. Đi ra vườn à? Đi ra vườn làm gì? Ok, thế đi ra vườn xem nào, xem có cái ra gì vườn. Nào. Ra vườn, xem rau. À, xem rau à? Đấy, ông bố thì muốn dẫn mình đi hang rơi. Còn đứa con thì muốn dẫn mình ra vườn rau. Thì bây giờ mình cứ ra vườn rau xem nào. Đấy. Thì để ra vườn rau thì phải đi qua một cái cây cầu nhỏ nhỏ. Đây à. À, bây giờ vườn rau này thì cháu có phải tưới rau bao giờ không? Cháu chưa. Cháu chưa bao giờ tưới á? Chỉ bố hoặc là anh thôi. Bố hoặc là anh tưới thế à? Dạ. Thế bây giờ cháu có thể vào hái cho chú một bông hoa cải được không? Được nhé. Thế bây giờ cháu đi đường nào để vào? Cháu đi đường này. Đi đường này á? Để xem. Cẩn thận nhé. À, đây là Quang 7 tuổi, con trai của một người thợ sửa xe ở khu vực Cao Bằng, ở bên ngay biên giới. Chú cảm ơn nhá. Rồi, cái hoa này cũng đang cuối vụ rồi, chắc là mọi người trồng để lấy hạt đấy, để lấy hạt để làm giống đấy. Đấy. À, kia phải bạn cháu không? Không, các anh rồi. Các anh nhỉ? À. Chào cháu nhá. Có đứa nào xem kênh của chú không? Thế à? Đứa nào xem kênh chú giơ tay nào. Ai à? Vâng, em đây. À đây. Có một cái hang toàn xương người. Úi dồi, hang toàn xương người á? À,
tôi còn trêu chúng nó bảo chúng mày có thích tao gọi Hoàng Nam lên đây không? Mình có trêu ở đây có một hang. Ở đâu anh? Hang rơi à? Ở dưới kìa. Không phải hang rơi đâu chú ơi. Hay 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 vào đây đầu đuôi câu chuyện nào. Anh vào đây nói. Anh vào đây uống nước không nói chuyện xem nào. Bây giờ thì đi vào xem đầu đuôi cái câu chuyện này như nào. Đấy những cái tình huống rất là bất ngờ nó cứ tiếp diễn, may mà cháu đưa chú ra vườn thì mới gặp cái câu chuyện vừa rồi đấy. Bây giờ để xem là như thế nào. Ở trên Facebook này. Hôm nay sao lại chui vào đây có ai điện cái khu vực nào hấp dẫn chưa? Không ai điện, nó vô tình nhưng mà có cái linh cảm ấy. Thì là đấy để gặp, cuối cùng là gặp anh ấy. Anh đi xem kênh này nhiều lắm ấy. Đấy thì tự nhiên gặp anh ở đây thì em nghĩ là có cái điều gì đấy muốn em biết cái câu chuyện mà anh vừa kể đấy. Là cái hang xương người gì đấy. Thì như đầu đuôi như nào anh kể cho em ấy. Cái hang ngày xưa gọi là dân cờ bạc ấy anh. Đấy. Ủa. Ngày xưa là dân đánh bạc. Nhưng mà bây giờ hiện tại là cái xương người kia bây giờ còn không, trước đây là chúng nó này mang cả hộp sọ này ra ngoài đập cơ mà. Ôi giời ơi. Nhiều. Bây giờ tí nữa điện hỏi ông Phúc Văn biết ngay. Bây giờ điện luôn được không? Điện luôn được. Vâng. Nhưng mà bây giờ là tối rồi. Vâng ơi. Hay là bây giờ nếu mà vào đấy thì có lâu không hả anh? Vào đấy thì nó cũng ngắn thôi, nhưng mà tối rồi. Tối thì có đèn. Tối lắm, hàng tối. Bởi vì nếu mà buổi sáng mình đi vào đấy thì nó vẫn tối mà. Không, nó đừng đỡ nhiều chứ. Nhưng mà anh có đèn siêu sáng. Ừ, có. Đấy. Hoa cải gần nhà mình đấy. Thằng cu bây giờ thấy mình nói là đây, bắt tay cháu nha. Quang nghe thầy chú dẫn chương trình là cái này để lấy hạt đúng không? Đấy, thì nó hỏi lại ngay. Nhà gần có vườn hoa cải mà. Ừ. Quan trọng thì cần thiết thì ngủ nhà tôi đàng hoàng cơ mà. Ôi giời ơi, có vấn đề gì đâu. Không. Cái hang kia là trước đây là các ông ấy là thấy nhiều xương luôn. Đấy là xương, các ông ấy đo là xương ống ấy nó còn cao hơn xương người bình thường mình. Nhưng mà các ông ấy lấy lên trên miệng hang đập đầu lâu các thứ là ông cũng đập nhiều rồi. Thế bây giờ là vẫn còn nhưng chẳng qua là còn ít. Đấy, thế là cái hang kia thì nghe dân ở đây nó nói chuyện đấy là cái hang này hang cờ bạc. Đấy, bọn cờ bạc nó xuống đây nó đánh cờ bạc. Thế là bây giờ xuống nó còn thấy các hạt bằng sứ tròn tròn nhỏ nhỏ. Đấy, cái hạt kia nó thay như là cái kiểu cái hạt ngô mình ấy. Đấy, cái kiểu bọn tao ngày xưa đánh bạc là lấy hạt hạt ngô về đánh mà. Xong rồi nó còn thấy có cả que gạt nữa, nhưng que gạt bằng đồng, nhưng cái này lâu rồi chắc là que gạt bằng đồng là mù nồi, nhưng mà các hạt kia là bằng sứ là con này. Đấy, thế cho nên mình mới nghiên cứu này. Nhưng vào những cái thời kỳ đấy đéo có pháp luật, thiếu đéo chỗ cờ bạc mà công rủ xuống cùng nhau xuống tận hang chơi, đúng không? Mà xong rồi giết nhau ở đấy luôn mà. Thế mình nghĩ là bây giờ như thời buổi bây giờ ấy thì cờ bạc mới là chốn rồi phải không? Thế còn bây giờ thì như bây giờ mới là chốn rồi, còn ngày xưa thì chính phủ chính quyền thì đéo có gì phải không? Thế mà chúng nó xuống hang chơi, thế là lạ. Vâng. Thế thì nói chung là bây giờ là cũng chiều rồi, là bên để mà cùng đi thì là bọn anh là cũng không thể đi được đúng không? Đây là tức là hôm nào hôm trả chả đi thể dục đây, bây giờ có 6-7 thằng chúng nó vừa đi này, vòng qua đấy là lên đấy luôn. Hay là đi luôn đấy. Đi thì em có đầy đủ đèn. Tối rồi. Nhưng mà nếu mà đi phát thì lâu không? Mất khoảng bao lâu? Thì quay về là tối lâu ơ, tối mịt đâu. Quay về là tối là, tức là tổng là đi là hết khoảng bao nhiêu anh? Là 1 tiếng không? Tí nữa này nó gói gọn thì nó cũng phải tầm cỡ 2 tiếng đồng hồ này. 2 tiếng mà bây giờ là 4:30. Thế xong rồi 6:30 về. Tầm 5 giờ là ở đây tối lắm. Thì mình có đèn mà. Xong đèn rất sáng luôn. Xong rồi. Thích bây giờ đằng nào tối rồi thì tí nữa lại quay về đâu. Em thì ở đâu cũng được. Nhá. Em hay là nếu mà anh ngại không đi thì anh chỉ cho em chỗ đấy. Chỉ thì khó lắm. Không có rất là khó cơ. Ừ. Mà thứ hai nữa, ở đây tao còn chỉ cho mày ở ngay đấy luôn, là có một
cái giếng người ta gọi là giếng nàng tiên, nó ở trên mỏm đá, tát xong lại có, tát xong lại có, nó nhỏ nhỏ này thôi. Đấy. Thế xong mà ôi ôi, nếu mà ở đây còn có nhiều chỗ, cái chỗ hang rơi kia, vào chỗ hang thì hang nó mênh mông mát ngát, cái hang đấy mới đẹp. Đấy. Thế thì bây giờ nếu mà sáng mai ấy, thì mấy giờ anh xong, mấy giờ anh có thể đi được? Anh á, anh dậy sớm là đi có gì đâu. Thế sáng mai nhá, bây giờ để anh cho em số đi. Ừ. Anh cho em số. Nhưng mà thế đằng nào đến đây rồi thì tối ở đâu, tối lên chỗ anh còn gì nữa, thoải mái cho mày luôn. Như nhà nghỉ luôn, tao có lấy tiền mày đâu mà mày phải lo. Không phải, bởi vì em có hẹn rồi. Em có hẹn về nhà cậu quay phim, mày ăn cơm nhà cậu ngay đây. À thế à? Nè, anh đây. Nhà trong Hạ Lan. Nếu Hạ Lan đây đi có 25 cây đâu mà. Có 20 mấy phút đâu mà. Giờ hay anh dẫn. Nhưng mà đi là không kịp rồi. Một tí rồi. Thế anh chỉ cho em chỗ đấy xong anh đi ra. Anh đi ra xong đồ về đây uống rượu, làm cơm uống rượu đấy. Được, tức là thích chỉ miệng hang cho nhá. Rồi, anh chỉ miệng hang. Thế thì đi bằng xe máy đi. Đi ô tô luôn. Có không? Có. Đấy. Đi. Bây giờ thì trước khi đi đến một cái nơi mà tâm linh như vậy thì tôi nghĩ rằng là phải có hương. Đấy. Em ơi. Em bên có nhà mình có hương không? Hương để thắp đấy. Cho anh cho chú xin một ít mấy nén. Để chú mang đi xong rồi chú cúng linh á. Ừ. Hiện nay trên xe chúng tôi là có 6 người. Sao em? Không bảo anh ạ. Sống với tất cả và lái xe tôi hôm nay chính là phụ huynh của Hào Quang. Đấy. Chuyến xe này đi khám phá là toàn phụ huynh thôi. Vậy chúng tôi nghe nói rằng là cái khu vực hang đấy nó rất gần ở đây. Và không biết là sẽ mọi thứ sẽ chót lọt hay không. Trời thì bây giờ là đang tầm khoảng 5 giờ kém 20. Với cái thời tiết mùa đông như này thì nó sẽ sập xuống rất là nhanh. Khoảng gần một tiếng nữa thôi là tối. Mày dừng hết để cho thằng Vinh nó lấy cái đèn pin cho tao. Em có rất nhiều đèn pin rồi. Rồi. Anh không lo, em có 4 cái đèn pin cơ. Cái nào cũng sáng. Đấy thì tất nhiên là tôi đi này cũng chuẩn bị đèn pin rồi các thứ. Còn đồ bảo hộ thì coi như không cần. Bởi nó cũng đông mà đúng không anh? Ừ. Thì mình cũng không có chuẩn bị quá là kỹ. Em nhìn thấy vừa đi qua một cái miếu gì đấy anh nhỉ? Đây nó là thổ địa gọi là để cầu mùa, cầu miếc các thứ. Với đình làng ấy. Đây này. Cái đình làng. Mùa màng nó tươi tốt mà. Bởi vì thỉnh thoảng ở trên đồi mình thấy có những cái miếu, những cái nơi thờ cúng được dựng ở bên những cái cây rất là to. Cái miếu này nó không phải là như là cái miếu ở Mai Châu, Hòa Bình đâu. Mình vào thế này thì... cái cuộc khám phá này vô cùng ngẫu hứng luôn. Mọi thứ đều rất là tình cờ bất ngờ. Cái clip này cũng là một trong những cái mà lúc đầu mình nghĩ là chỉ quay vui vui cái đoạn bị hết ắc quy thôi. Nhưng không ngờ nó lại dẫn ra đến những cái duyên tiếp nối. Đấy, cuộc sống là vậy. Nó thú vị cái là mình không thể đoán trước được. Và do đó việc gì cứ phải buồn vì ngày hôm qua hay là ngày hôm nay. Đó, mình cứ sống vì cái hiện tại bởi và sẽ sống tốt cho những cái tương lai và cái gì đến thì đón nhận. Đấy, kiểu đấy, bình tĩnh đón nhận thì kiểu gì cũng sẽ rất nhiều cái điều thú vị. Và không biết là trước mắt chúng tôi đang là cái gì đang đón chờ nữa cơ. Nhưng mà với cái tinh thần như này thì kiểu gì cũng cân hết. Đấy, cái gì đến cũng sẽ cân hết. Theo lời chỉ dẫn của mấy thanh niên ở đi bộ kia thì là chúng tôi quyết định là phải đi xe thêm thì có thể là đến gần hơn với cái miệng hang đấy. À đây này. Đây dạ. Nói chung ở trên đây mọi người rất là nhiệt tình. Mình cảm thấy là có thể là cái cuộc sống hàng ngày nó cứ đều đều, nó buồn buồn ấy. Nhưng mà khi có một cái sự kiện gì đấy xảy ra thì mọi người đều hào hứng để có thể tham gia vào. Đây. Xe đi lên đây này. Bắt buộc phải quay xe ở kia rồi. Thế này bắt buộc phải lên kia quay xe. Đây là một cái clip đầu tiên mà các bạn theo dõi ấy. Coi như là cả cái chuyện bếp núc của Hoàng Nam luôn. Bình thường ấy, khi mình quay mình chỉ vào vấn đề chính thôi. Còn ngày hôm nay mình quyết định thay đổi một chút để các bạn có thể hình dung ra được là để một chuyến khám phá thì
nó có cần phải chuẩn bị kỹ từ trước không, cần những cái gì, rồi hay là nó hoàn toàn là ngẫu nhiên. Đấy, đây là một cái cuộc hành trình rất là điển hình của Nam, là hoàn toàn ngẫu hứng, nó phụ thuộc vào cái duyên, gặp được ai như nào, mọi người dẫn đi đâu mình đi theo đấy. Hay là nhiều bạn đừng có xem xong lại còn bảo là tại sao không chuẩn bị dây, tại sao mũ bảo hiểm, tại sao lại thế này thế kia, tại sao không chuẩn bị kẹo cho bọn trẻ con. Trời ơi, mình đâu có biết, mình không bao giờ mình đưa trước hết kế hoạch gì cả, tất cả đều là duyên số, ông trời cho mình gặp ai như thế nào, hôm nay quay cái gì thì mình sẽ làm cái điều đấy thôi. À, chờ em ơi. Ông anh kia đi nhanh quá. Cái đường này người ta mở vào đây là làm gì anh nhỉ? Và chỗ ấy thì có cái cục đá mồ côi ở trong đây sao này? À, cục đá mồ côi á? Đấy, cho nó có nước ở trong ấy. À, cục đá lại có nước ở trong à? Nó nằm độc lập, nó nằm ở một cái bãi đây này, mà nó có hõm nước nó cứ vụt lên. Ừ, hay nhỉ? Tức là ở đây là đây à, hòn đá mồ côi đây à? Cái lỗ kia sao? À, lỗ nó kia á? Nó rào lại á? Mình chui qua thôi. À, ở đây cũng có những cái hòn đá, cái hình thù rất kỳ lạ nhá. Đấy, rất là to, nó cứ hiện lên. À, anh ơi, lỗ ở trên này. Đấy. Ô, hòn đá mồ côi đấy à? Nó chỉ có một đá. Đấy, cái lỗ này nó có lỗ. Ô, tức là cái hòn đá mồ côi là tự nhiên một cái hòn đá xong có cái lỗ vào trong đấy có nước à? Ô, thế bây giờ mình tranh thủ mình vào xem đi. Chui vào. Ừ đi. Đây. Thắng à, nó hồi trước. Bây giờ tao cũng quên đi rồi, vì cái hồi nhỏ xuống hồi trước, đây. Em đúng không? Mấy ông lái xe bảo chục năm rồi. Ừ. Có cái này hay lắm. Đấy, thế mà lại rào lại. Cái này người ta giữ lại đấy, chống phá. Nó làm cái dự án chắc là định làm du lịch kì đấy. Rồi. Hôm bữa là mấy ông lái xe dẫn mình vào đây là cái hòn đây. Hòn nào? Hòn đây, cái lỗ đây. Nhưng mà lỗ nào mà có nước là được đúng không? Đây. Đây rồi, bởi vì tới đây thì hai người lại chia ra, tức là một anh ấy thì bảo là cái hòn ở đầu kia, còn anh này thì bảo hòn này. Nhưng mà em thấy cũng nghi là hòn này đấy, bởi vì thấy cái đường mòn ở dưới đất này này, đúng không, là nhiều người đã lên đây rồi. Mà kỳ lạ nhỉ, tại sao lại có một cái lỗ ở trên cái tảng đá này và có nước này. À, nước à? Nước đấy. Ờ, tắt đi nó lại có nhá. Kỳ lạ nhỉ. Hút đi rồi đấy, hồi trước lấy cái vòi hút đấy. Này, mà này, mỗi cục này. Ờ, đây này, nước này các bạn này. Hả? À? Ấy, kỳ lạ nhỉ. Đây này. Mỗi cục trong cục đá. Nước thì còn nhiều, ui, còn có cả nòng nọc rồi, bao nhiêu côn trùng ở trong này luôn. Ơ, kỳ lạ nhỉ. Nhưng mà bây giờ thì nó chỉ là cái hòn đá không thôi đúng không? Hòn đá không thôi. Đứng lên trèo này. Đây em xem nào. Còn chưa lấy ống hút luôn đấy. Ừ đúng rồi. Đây này. Rồi ơi, rơi cả dép. Đây. Nhặt dép chưa? Ui, ui cây gai, từ từ. Ấy xuống. À. Ui giời ơi. Kỳ lạ nhá, là bởi vì cái hòn đá này nó nằm chỏng chơ ở đây. Tức là nó không tiếp xúc với đất luôn đây này. Đấy, dưới này là tức là chúng tôi đang đứng ở trên đỉnh hòn đá rồi, và tất cả là phía dưới là trông chênh hết. Đó. Thế mà ở đây lại có một cái hố nước mà lại mọi người nói đây là tát cạn mà nó không ấy, mà nó lại đầy tiếp. Cũng hay nhỉ. Nếu mà là nước mưa nhá, cứ cho nước mưa đi thì nó sẽ không phải đâu, cái hang này cứ tát là đầy. Tát là đầy. Lâu rồi cũng mưa đâu. Cho nước ra hết này, lâu rồi cũng mưa đâu. Ừ. Hồi trước mình không tin, mình cũng hút thử rồi, lấy vòi hút tiêu hút lên mà. Hút luôn đấy. À. Lấy vòi hút đến dưới luôn. Mọi người úi giời, mọi người ở đây thì cũng đã thử test các kiểu rồi. Là hút hết nước đây đi và nó vẫn không hết. Đấy. Và nước ở đây thì tôi thấy là đúng là lúc đầy thì nó cũng có thể đến đây, nhìn vào cái những cái vết mà nó để lại kìa. Còn hiện nay thì có thể là nước nó đang gọi là đang xuống thấp nhất đấy. Nhưng mà nước đây cậu ăn uống đâu không anh? Cái này mình chưa uống đâu. Chưa uống bao giờ chưa biết đúng không? Khát lắm cũng phải uống thôi, có sao đâu.
Thôi được rồi, cũng là một cái kỳ thú ở cái khu vực này. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đi vào cái hang xương Cờ Bạc. Đây à. Kỳ lạ thật đấy. Bây giờ thì chúng tôi tiếp tục đi vào cái khu vực có cái hang xương người mà mọi người ở đây thì chưa ai vào cái hang đấy hết, mới chỉ là nghe nói thôi, đặc biệt là những cái người thế hệ trước, những người già họ nói là có những cái đốt xương ống chân này nó dài hơn là bình thường, đem ra đo đấy, và cái niên đại của nó thì từ bao giờ thì ở đây cũng không ai biết được. Mà tất cả chỉ là mới nghe nói, chưa ai dám vào. Và mọi người cũng chưa xác định được là nó đang ở đâu cơ. Là cái xương đấy, cái hang xương đấy ở đâu. Bây giờ là đang tìm. Mình thì không thông thuộc địa hình nên là thôi để mọi người tìm đi, khi mọi người tìm thấy thì mình vào. Hiện nay anh em là 3 người đang chia 3 ngả đi tìm hang. Ánh sáng của mặt trời nó đang không ủng hộ cho chúng tôi, càng ngày nó càng tối sầm xuống, và anh em thì vẫn đang đi tìm kiếm chiếc miệng hang. Có vẻ như là chính vì khó khăn để tìm ra cái miệng hang như vậy nên những bộ xương nó vẫn còn chăng. À kia rồi. Đây, anh em chúng tôi chạy ra bởi vì là anh tên là gì nhỉ? Anh Ái. Anh Ái à? Anh Ái. Anh Ái đã phát hiện ra cái hang ở phía bên này. Anh Ái đâu rồi nhỉ? Anh Ái. Anh đâu rồi? Ôi ông ấy chui tọt vào trong rồi sao ấy? Tiếp trên kia. Đây, anh em mỗi người cầm lấy một cái đèn pin nhá. Đây em cầm cái này đi. Đây em đây. Em cầm cái này nhá. Đấy. Anh Ái đâu rồi? Đâu? Đấy. Ở trên này. Bây giờ là chúng tôi đang đi lên cái hang mà anh Ái đã phát hiện ra. Mà công nhận anh ấy chưa vào. À anh ấy vào đây bắt rắn rồi. Đi ngang qua bắt rắn thế là anh ấy. Đi làm vớt được con rắn đó. Ừ. Thôi nhưng mà cái nhỏ đấy mà. Bây giờ tao lâu lắm rồi, hàng mấy chục năm không xuống đây rồi. Đây cho ông Hoàng Nam xuống trước là nào đây. Đâu, ai xuống trước cũng được. Thôi cứ theo thứ tự bọn anh vào đi. Đấy. Đâu xem có con rắn nào. Có rắn thì tôi luôn ra luôn đấy nhá. Anh em ngoài xéo nhá. Rồi, hang đẹp lắm không ạ? Hang đẹp à? Chặt chẽ lắm. Chú vừa đây này. Căn trước là phải thả, không cắt. Đúng rồi. Anh em mình thì kệ, nhưng mà đi theo Hoàng Nam thì khác, không sợ. Thì là những cái gì thuộc về tự nhiên thì nên thả nó ra anh ạ. Hang này cũng mà. Chúng tôi đang có mặt ở trong cái hang. Thực ra trông nó như cái địa đạo ấy nhờ. Thật như địa đạo luôn. Như kiểu là ai đấy tạc vào đây ấy. Như thôi chứ không phải là ấy. Ở đây thì chúng tôi thấy lông chim này. Có thể là con chim bị con chuột nó hay con gì đó. Nó tha vào đây nó ăn. Ngày trước là mình chỉ đến cái đoạn này thôi. Ngày trước là mình chỉ đến 1 mét này thôi. Đấy, xong rồi đi tiếp nữa. Là không dám vào đúng không? Không là không dám vào mà mình bảo xuống để làm cái gì. Thế đấy. Đấy. Rồi. Vâng. Là nghe cách đọc anh nói. Thực sự là giống địa đạo, em thấy giống đấy. Như một cái con đường ngày xưa mà người ta vào đây để làm gì ấy. À, cũng
không? Thì cứ để nó thế cho đẹp. Ủa tắc kè à? À. Con này mang về nhà để ở nhà được này. Ừ. Thôi thôi. Kệ nó đi. Con này nó nhìn thấy ánh sáng nó sợ. Ui. Đây này. Ông làm gì nữa không? Cái này admin đập đi rồi. Cái này ai đập đi rồi? Cái này trước đây chúng nó lấy đi sang tàu nhiều lắm rồi, cái nhũ đá này. Đây này. Đây này, ai đập xong tập kết ở đây này. Trẻ con ơi. Thật mình vẫn muốn nhắc lại là cái hang này nó rất giống địa đạo luôn. Từ cái màu sắc đấy cho tới cái kiểu dáng cái vòm này. Đúng là Việt Nam mình rất là phong phú. Đều mỗi một cái hang đều có một cái hình dáng, một cái kiểu khác nhau. Đây lại bị chặn đây như một cái bức tường luôn, thực ra không phải. Nào đi tiếp không anh? Đi tiếp, tiếp đi. Nào chưa thấy xương đâu nhá. Chưa, phải đi thôi. Đi thì là hết rồi. Xuống nào, cụ xuống trước đấy, ông bé. À như nào đấy, là khó xuống hả anh? Xuống được thôi. À. Nó bảo là xuống tầm khoảng 10 mét hơi khó khó, khai thản luôn. Thì đây rồi. Anh có khi là đang tới chỗ mà... Thì nữa. Có những đẹp nhỉ? Ừ. Cái cục đấy. Ừ rồi. Nhưng mà vẫn còn đường để đi tiếp à? Em tưởng thấy chỗ này chả còn đường nào đâu. Mê cung. Anh phụ huynh của Hào Quang, còn con đường nào đi không? Đường sâu lắm. À vẫn còn đường tiếp à? Còn. Ui dã man nhờ. Đây. Đây này, xương của này, đấy rồi này. Từ từ nhá. Đây. Anh từ từ, đợi em chút. Đây xương này. Xương à? Xương này bây giờ như rồi. Xương này. À. Xương này. Xương này. Đúng rồi. Lâu dài lắm rồi. Đây là đốt xương sống này. Đấy. Nó cũng bị long lanh lấp lánh bị ấy rồi. Nước vào bùn nước nó ngập nữa mà. Ừ. Nó ở trước đây mang lên đập nhiều lắm rồi. Cả đầu lâu quá chứ mà. Đây là xương sống của đẹp chưa? Sao chúng nó bảo này làm đẹp không? Ừ. Bảo là có hạt. Ở đây thì không có đầu lâu hộp sọ nhỉ? Tức là đây chỉ có một người, có khi một người thôi. Không, trước đây là bao nhiêu cái đầu lâu chúng nó tha đi ra ngoài hang, miệng hang này đập rồi. À. Ừ. Đấy. Nó mang ra đập nhiều cái đầu lâu rồi. Ừ. Này, hay. Hay đây là cái đầu lâu. Đây này, đây phải không? Không phải đâu, cái này đầu lâu rồi. Nó mang đi đập. Đập hết rồi à? Hết rồi. Ừ. Hết rồi. Biết này sao mà chắc hơi sao nhỉ? Đâu rồi, xuống thêm xem nào. Điểm này là chưa phải là cái điểm chính của nó đâu. Chẳng vâng. Là kia trong quá trình là nước nôi các thứ nó xói trong rộng không em ơi? Rộng à? Bây giờ chúng tôi đang tới một cái khe rất hẹp. Em cũng nghĩ là cái khu này như kiểu đào đấy. Ừ, như kiểu đào vàng ấy nhờ. Đó. Đây là đất này, đất thịt này. Đấy đấy, cho nên nó mới đẩy gọi là cái đất đào từ đây xuống này. Thấy gì không em? Đi là xuống hẳn nhé, thằng đáy kia là đi tiếp mới được. Biết đâu anh em mình lại thấy kho báu cái gì đấy. Có gì từ từ nhá. Có gì chia nhá. Rồi anh em bình tĩnh. 6 người tất cả nhá. Có nhiều người vào rồi. Rốt chân mình nhiều lắm. Anh cũng nghĩ thế. Rốt chân nhiều lắm. Nhưng mà vận may mình đến bây giờ mới đến thì sao? Chỗ này đúng là như kiểu bị đào ấy, như kiểu là bởi vì là đất này, màu đất này. Thế nhưng như tôi nói lúc đầu là giống cái địa đạo. Thì mình rất nghi nghi ở đây có vết tích con, vẫn còn con chăn hay con gì ấy. Vết tích chăn á? Nhãn á, rất là nhãn. Nhãn á? Thì có thợ ở đây rồi họ bắt cho. Vẫn còn đi sâu được nữa à em? Ây dạ. À. Đấy nhờ. Ủa thế mình thấy đau đầu ghê.
Sâu à? Tôi cảm giác như là mình đang đi xuống một cái hầm mỏ ấy. Những cái hầm lò để lấy than hay lấy gì. Lò còn thấp hơn à? Thực sự các bạn đang rất đau đầu. Em ơi, em từ từ em cầm cái máy quay cho anh, xong em xuống quay cho anh nhá. Ở trên này thì rất nhiều đất thịt luôn. Đấy, đất màu, và có thể là nó chảy xuống dưới kia. Nó chảy xuống xong mọi người, tôi tin là có người đã nghĩ là có kho báu cũng đào đây này. Thỉnh thoảng có những cái xương người nó lẫn xuống này. Không hiểu sao là ngày hôm nay là mình cực kỳ đau đầu luôn. Thì tôi nghĩ là mình sẽ quay lên để mình thắp hương một chút. Đấy, còn mấy đồng chí kia sẽ cầm cái máy quay và họ sẽ quay. Quay được cái gì thì quay. Đây thì mình lên mình thắp hương chút đi. Không biết là thiếu không khí hay là vấn đề gì. Tôi đang đứng ở khu vực có rất nhiều những cái mảnh xương người. Thì theo anh ái nói thì không biết là cái xương này từ bao giờ. Và mọi người nghi ngờ rằng là do đánh bạc, nhưng tôi nghĩ đấy cũng chỉ là một cái giả thuyết thôi. Còn nguyên nhân như nào thì có lẽ cái thời đại của chúng ta bây giờ rất khó để mà có tìm ra câu trả lời. Nhưng mà vẫn theo cái thông lệ của tôi cứ thấy xương người hay là những cái thuộc về tâm linh thì mình cũng phải cúng bái để cho họ siêu thoát. Và tôi tin rằng trong cái cuộc hành trình của mình, ngoài những người luôn giúp đỡ mình ra, thì sẽ luôn có một cái thế giới mà chúng ta không nhìn thấy được. Họ cũng đi theo tôi để giúp đỡ. Và ngày hôm nay tôi lại kết nạp thêm những thành viên mới cho mình ở khu vực này. Là hy vọng rằng là họ sẽ đi theo tôi, ủng hộ và che chở, cũng như là giúp tôi thành công trong những cái công việc khám phá, tìm hiểu về tâm linh của mình. Đây, tôi sẽ cắm vào chỗ có nhiều xương xương đốt sống nhất. Người là hiện tại là nằm ở cái vị trí đấy. Nếu không, em thấy xương người nằm ở đây và rải rác ở cái đường xuống kia. Vừa xuống là cũng có thấy. Chính ở đây. Không, nếu mà như thế thì chính mới là ở dưới kia. Không, ở đây và nước nó trôi xuống. Rồi. Đấy. Chính là chỗ này nó bằng. Thì ở đây có ai tin là có thế giới tâm linh không? Có thế giới âm không? Anh. Riêng thì người khác thế nào không biết, nhưng mà riêng bản thân anh thì anh không quan niệm là ấy đâu. Nhưng mà có người thì người ta lại rất là mê tín này nói kia, nhưng mà có người thì lại không. Nhưng mà theo như anh thì anh thấy là nó không có gì. Thì hiện nay chúng tôi đã tập hợp hết anh em ở trên này rồi. Mọi người xuống thì cũng đã xong. Em quay được hết rồi đúng không? Ở dưới đấy có gì quay được hết rồi. Thì rất là kỳ lạ nha. Thề với các bạn là khi mà lên đến đây phát thì mình cảm thấy thoải mái. Có thể là dưới kia thiếu không khí. Lúc anh xuống cực kỳ đau đầu luôn. Nặng đầu, em cũng đau đầu à? Nóng lắm. Đấy. Nó bí à, nó nhỏ vào. Xong nó ba người nó phả cái carbonic với cả hơi người ra ấy. Lên đấy phát thì thoải mái luôn, hay là cũng có thể là do mình thắp hương ấy. Đấy, và ngày hôm nay tôi đã có được sự giúp đỡ của mọi người thì đã khám phá thêm được một cái vị trí mà là có những cái người đã từng chết ở đây. Và ngày hôm nay tôi cũng đã kết nạp thêm được những cái thành viên mà đi theo mình, có thể nói là suốt đời. Cái thành viên đấy là các bạn sẽ không nhìn thấy. Và tôi tin rằng là họ sẽ cùng tôi đi ra ngoài miệng hang và sẽ rong ruổi cùng tôi trong những cái cuộc hành trình này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà họ mất đấy quá lâu rồi, chưa ai đưa họ lên được, thì tôi sẽ người đưa lên. Và khi lên thì chắc gì họ đã tìm thấy được gia đình của mình, tìm thấy nhà của mình. Hoặc là vì vấn đề gì đấy mà họ chưa thể là siêu thoát được. Thì tôi sẵn sàng là kết nạp họ để họ đi cùng với mình. Họ giúp đỡ cho mình về mặt tâm linh. Thì bây giờ bọn anh có muốn tìm kiếm gì nữa không? Đây rất nhiều những cái đốt xương. Đây là cột sống này. Thì, nếu mà mình mà tìm ở đây thì cực kỳ nhiều luôn. Đốt xương sống này to.
Và chỗ này thì có dấu hiệu là nhiều người đến để tìm kiếm kho báu rồi, người ta đào bới. Nên là nó đã rất là hỗn loạn chỗ này. Thì mình cũng không muốn kiểu làm kinh động gì nhiều. Không. Không, cái này là xương chậu. Một mảnh xương chậu. Đấy. Cái đó là xương sống to. Xương sống. Anh cứ quy tập hết vào chỗ ba nén nhang nhé. Đây. Nếu mà tiện tay thì mình quy tập hết vào ba nén nhang đi. Nhiều lắm. Nhiều thật. Ừ. Công nhận cái này thì không chỉ là của một người đâu. Mình cảm giác như của rất nhiều người. Nhiều người mà. Cái này nó thành ống ấy. Ừ, nó để lâu ấy. Lâu đúng không? Lâu dòng nước nhũ. Giống như kiểu xương sườn đây này. Ừ. Vâng. Rất nhiều những cái xương đốt sống như này. Xương này, xương ngón chân này, ngón tay này. Thôi em nghĩ là thế này. Mình tức là mình không làm kinh động ở đây nữa. Đó. Thì mình đến thì mình báo cáo sự xuất hiện của mình, thế là đủ rồi. Thế thì cái phần này là dù sao cũng nó chỉ là cái phần thể kiểu vật chất thôi, còn cái linh hồn, cái tinh thần thì là quan trọng. Đấy, bây giờ là họ sẽ theo chúng ta đi ra đấy. Đấy, em vừa làm cúng một chút rồi, về đi lên đi. Lên đi. Thôi để em lên trước, em dẫn họ ra nhé. Hiện nay thì tôi đang là người đi đầu tiên. Và tôi trên đường đi thì tôi lác đác, tôi thấy cũng có thể là một số cái... Tôi không nghĩ rằng những cái mảnh xương có tồn tại ở ngoài này. Nó chỉ xuất hiện rất là dày đặc ở trong đấy. Và tôi cũng cố tìm kiếm ở dưới này xem có không, thì để chứng minh một điều rằng là họ chết ở ngoài này, cái xác họ ở ngoài này, xong nó trôi vào trong kia hay là chết ở trong kia. Đấy. Thì nhưng mà tất cả những cái điều đó không còn quan trọng nữa, mà tôi chỉ mong muốn rằng là có thể dẫn dắt được linh hồn họ đi cùng tôi ra ngoài này. Nếu mà họ siêu thoát được thì càng tốt. Hoặc nếu mà họ muốn làm cái điều gì đó trước khi siêu thoát, như về nhà thăm gia đình, thăm người quen, thì họ cứ đi. Chỉ sợ là lâu quá rồi, hoặc là điều gì đó họ không còn tìm thấy những cái người thân, gia đình họ nữa. Còn nếu như mà họ chưa siêu thoát được và họ cũng không tìm thấy người thân của mình được, thì tôi rất muốn là họ đi theo tôi, họ hỗ trợ tôi, để tôi có thể làm tốt hơn cái công việc của mình, cũng như là làm được những cái điều mà việc thiện. Bởi vì tôi chỉ mong muốn là họ giúp đỡ tôi để tôi làm việc thiện thôi, chứ tôi không làm việc ác gì cả. Đó. À, bây giờ đi ra cửa hang nhá mọi người nhá. À. Đây rồi. À. Oh. Mình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm thấy đầu óc nó nhẹ bâng nhá, chứ không còn đau đầu như ở trong ấy nữa. Chứng tỏ rằng là trước là họ cũng muốn ra lắm rồi đấy. Bởi vì mình cảm giác là chỉ có mình mới là người có thành ý là đưa họ ra thôi. Còn tất cả những người trong này là chỉ tò mò, là muốn vào để tìm hiểu, khám phá. Trời vẫn còn sáng thì là mọi người vẫn còn đang ở trong đấy. Thì mình chờ một lúc đi, cho trời nó sập thì để mọi người ra. Trời hôm nay rất là âm u, không có nắng. Và bây giờ mây đen, sương mù nó đã che phủ kín hết cả bầu trời rồi. Mọi người ra đi, ra khỏi cái chốn lạnh lẽo này. Ra đây là một thế giới mà mọi người đã từng sống. Sau đó mọi người đã bị giam cầm ở cái hang động này quá lâu rồi. Ra đi, hãy làm những cái điều việc tốt. Nếu mà không có nơi trú ngụ thì hãy đi theo Nam, hãy đi theo tôi và làm những cái công việc thiện cùng tôi để
trở thành những cái hồn ma tốt và để sớm về cõi Phật. Nào, đi cùng Nam nào, đi thôi, chúng ta đi thôi.